Chào các bạn đã đến với channel VN Computer. Thì hôm nay tôi sẽ nói về vấn đề đó là phần mềm Google Meet. Và phần mềm Google Meet là phần mềm dùng để dạy và học online cũng như là tổ chức các cái cuộc họp online. Thì trong video này tôi sẽ tập trung nói vấn đề đó là cái chức năng giơ tay phát biểu trong phần mềm Google Meet các bạn. Thì các bạn nhìn thấy ở đây ở cái dải là các cái nút chức năng ở đây thì có một cái nút giơ tay. Đấy. Thì khi mà chúng ta muốn phát biểu thì chúng ta giơ tay. Đấy, thì nó có biểu tượng giơ tay và bên người tổ chức cuộc họp họ sẽ nhận được tín hiệu này và họ cho phép mình phát biểu. Còn nếu mà mình vai trò là người tổ chức cuộc họp hoặc là mình là người giáo viên, mình giảng dạy thì học sinh nó sẽ có cái nút giơ tay này và nó sẽ giơ tay phát biểu. Tuy nhiên thì có nhiều bạn gặp khó khăn như thế này. Đó là trên tài khoản của bạn không có nút giơ tay này. Đấy. Thì tại sao mà tài khoản của các bạn không có cái chức năng giơ tay ha? Đó là lý do như thế nào? Đây các bạn nhìn ở đây. Thì ở đây thì tôi đang sử dụng cái tài khoản đó là tài khoản có đuôi là .edu.vn, tức là tài khoản edu. Thì tài khoản này dành cho giáo dục. Thì khi mà các bạn tham gia Google Meet thì nó sẽ có chức năng giơ tay. Còn các bạn mà sử dụng cái tài khoản Gmail bình thường đó, tức là a@gmail.com đó, đó là tài khoản miễn phí, thì các bạn sử dụng những tài khoản đó thì nó sẽ không có chức năng giơ tay này nha. Đó là chuyện bình thường rồi. Vậy thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để khắc phục cái vấn đề này nha. Rồi tôi sẽ nói thêm về vấn đề là nếu như các bạn sử dụng tài khoản edu như thế này thì về phía học sinh sẽ có chức năng giơ tay. Mặc dù học sinh sử dụng tài khoản là Gmail nha các bạn, học sinh sử dụng tài khoản miễn phí, nhưng chúng ta sử dụng tài khoản edu thì học sinh nó cũng có luôn chức năng giơ tay, thì lúc đó mình không phải lo rồi. Tuy nhiên nếu chúng ta sử dụng cái tài khoản là gmail.com, tức là tài khoản miễn phí, thì lúc này học sinh sẽ không có chức năng giơ tay. Tức là chức năng giơ tay này có hay không nó phụ thuộc vào cái tài khoản mà chúng ta tổ chức, tức là tài khoản của giáo viên nha. Rồi trong trường hợp mà chúng ta không có tài khoản edu mà chúng ta phải sử dụng tài khoản miễn phí đó, thì học sinh nó không có chức năng giơ tay, vậy thì mình khắc phục như thế nào nha. Thì tôi có một cách khắc phục như thế này. Đây, đóng vai trò như là học sinh đó, thì ở đây để tôi bật qua tài khoản này cho các bạn xem đó. Ở đây thì tôi đang sử dụng cái tài khoản này là tài khoản Gmail bình thường đó các bạn đó. Tài khoản Gmail bình thường, cái tài khoản này tài khoản miễn phí nè, các bạn thấy ở đây là nó không có nút giơ tay, không có nút giơ tay ở đây. Đó. Thì bây giờ mình sẽ quy ước với học sinh là khi mà các em muốn giơ tay á, thì không lẽ em nào cũng bật micro lên nói thì nó làm ồn, ảnh hưởng đến lớp học. Em nào muốn giơ tay thì mình quy ước thế này, các em sẽ gửi tin nhắn bằng một cái biểu tượng nào đó do mình quy ước sẵn, hoặc là các em gửi tin nhắn bằng một ký tự thôi, ví dụ như là ký tự G, chữ G tức là giơ tay, hoặc là chữ T gì đó do mình quy ước. Ha, ở đây tôi sẽ quy ước là các em muốn giơ tay phát biểu thì các em sẽ nhắn vào một cái chữ T qua nha. Thì học sinh nó sẽ nhắn vào như thế này, học sinh nó sẽ vào dấu ba chấm ở trên điện thoại ha. Rồi các em sẽ chọn cái chỗ là tin nhắn trong cuộc gọi nè. Rồi tiếp theo thì các em sẽ nhắn một cái chữ T nha. Đấy. Thì lúc này trên màn hình có tín hiệu thế này nè, bạn Hân Trường có cái tín hiệu này giơ tay đây. Đây, các bạn thấy không, có chữ T thế này, tức là mình nhìn thấy thì mình biết được là học sinh này muốn giơ tay phát biểu. Và ở đây thì tin nhắn nó cũng sắp theo thứ tự cho chúng ta luôn, ai gửi tin nhắn trước thì nó sẽ sắp trước, và ai gửi tin nhắn sau nó sẽ sắp sau, thì chúng ta cũng sắp xếp được thứ tự ưu tiên cho các em học sinh là phát biểu nha. Thì các bạn khác cũng vậy, muốn giơ tay thì các bạn nhắn vào chữ T cho tôi nha. Thì cách này thì cũng khắc phục được cái vấn đề là các em muốn giơ tay phát biểu nha, nhanh chóng. Các bạn cũng không cần phải cài đặt các cái icon giơ tay gì đâu, nói chung là mình quy ước là được rồi nha. Đó. Rồi hy vọng là cách này sẽ giúp ích cho các bạn trong vấn đề là khắc phục cái tình trạng là chúng ta không có nút giơ tay ở đây nha. Rồi tôi sẽ kết thúc video ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn nhớ subscribe kênh để đón theo dõi những video tiếp theo. Còn bây giờ chúc các bạn thành công và bye bye.
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.